Chào các bạn, tôi là Tuấn Anh, nhà huấn luyện của Action Coach Hà Nội West. Trong video trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn có một chuỗi 3 video về quản lý thời gian. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái video về quản lý thời gian cá nhân. Chủ đề của nó sẽ là ma trận ưu tiên. Trong cái ma trận ưu tiên này thì chúng ta sẽ kẻ một bảng làm 4 phần. Trong 4 phần này bạn sẽ chia ra là 4 góc. Phía bên trên sẽ là những công việc có mức độ ưu tiên là công việc quan trọng. Ở phía bên bên dưới là những công việc không quan trọng. Ở phía bên tay trái là những công việc gấp và những công việc không gấp. Khi các bạn đánh giá thì bước đầu tiên các bạn hãy lên liệt kê tất cả những công việc trong tuần của các bạn. Những công việc trong tuần của các bạn có thể có nhiều dạng khác nhau. Có thể là những cái công việc mà bạn đang làm hàng ngày, những công việc bạn giải quyết ở công ty, những công việc bạn giải quyết công việc cá nhân. Tất cả mọi việc, bước đầu tiên hãy liệt kê ra tất cả công việc mà bạn thường nghỉ trong tuần. Bước số 2, bạn hãy tự bản thân mình đánh giá xem công việc nào vừa gấp vừa quan trọng thì bạn sẽ đưa vào góc phần tư số 1. Những công việc nào vừa quan trọng nhưng không gấp hãy đặt vào ô phần tư số 2. Những công việc nào gấp mà không quan trọng ô phần tư số 3. Và những công việc nào không gấp mà cũng không quan trọng vào ô phần tư số 4. Tuy nhiên công việc nào gọi là công việc gấp? Công việc gấp thường là những công việc mà chúng ta không thể nào không làm. Ví dụ các bạn đang làm việc và tự nhiên có một người mà vào một người đồng nghiệp hoặc một người bạn vào nói chuyện với bạn, hoặc các bạn có một cuộc điện thoại thì các bạn cần phải xử lý ngay. Còn những công việc quan trọng thường sẽ là những công việc mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến, ví dụ nếu bạn làm kinh doanh thì ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của bạn, ảnh hưởng đến khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín. Vậy thì những công việc nào mà thường vừa gấp vừa quan trọng là những công việc bạn bắt buộc phải giải quyết đầu tiên. Tuy nhiên những công việc vừa gấp vừa quan trọng, nếu mà chúng ta thường xuyên tập trung vào những công việc này, chúng ta sẽ luôn luôn ở tình trạng cực kỳ căng thẳng. Những người mà luôn giải quyết công việc vừa gấp vừa quan trọng thì chúng ta thường nói vui là những người chuyên đi cứu hỏa. Tuy nhiên đấy công việc đầu tiên mình cần làm. Thứ hai là những công việc không gấp nhưng mà không quan trọng. Đó thường là những công việc liên quan đến lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch chiến lược. Thì các bạn cần làm những cái việc xây dựng phát triển những mối quan hệ với khách hàng, mối quan hệ cá nhân. Thì đấy là những công việc các bạn cần tập trung làm vào lâu dài. Những công việc mà gấp mà không quan trọng thì ví dụ như là những công việc check email, những cuộc điện thoại bất ngờ, các bạn nên dần dần loại bỏ dần những công việc đó hoặc giao cho những người phụ trách. Còn đặc biệt những công việc vừa không gấp vừa không quan trọng thì tốt nhất các bạn loại bỏ hoàn toàn khỏi cuộc sống của bạn. Khi các bạn có thể sử dụng cái ma trận ưu tiên này một cách hiệu quả, các bạn sẽ có một cái cuộc sống cân bằng hơn rất là nhiều. Lưu ý hãy tập trung vào ô phần tư số 2, những công việc không gấp nhưng quan trọng. Xin cảm ơn các bạn.